Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng nhọ mặt vì tham nhũng, dân bất lực trước công lý nửa vời. Nhà báo Trần Văn mới đây đã có một bài viết mang tựa đề Công lý nửa vời, một thủ thuật chính trị để phản ánh tình trạng công lý nửa vời biểu hiện sự nghiêm khắc nhưng không nghiêm minh đang được ứng dụng như thủ thuật chính trị và trị an cả trong nội bộ của Đảng lẫn quản trị điều hành quốc gia. Với những dẫn chứng sinh động từ cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà mới đây nhất là việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ công tác và sinh hoạt đảng. Ông Trần Văn cũng nhận định kể từ thời điểm ngày 12 tháng 8 năm 2020 khi thông tin ông Chung bị tạm đình chỉ công tác và sinh hoạt đảng được thông báo chính thức thì lực lượng công an bắt tay với giới truyền thông bắn phá ông Chung dữ dội trên báo chí bất chấp pháp luật cũng như thông lệ truyền thống của đảng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung mới bị đình chỉ các chức vụ trong đảng và chính quyền vào hôm 11 tháng 8 năm 2020. Vào hôm 11 tháng 8 năm 2020, ông Nguyễn Đức Chung đã bị Bộ Chính trị cho ngưng chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và đình chỉ sinh hoạt đảng, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ra quyết định tạm đình chỉ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong 3 tháng để điều tra về sự liên đới của ông Chung với một số vụ án. Cùng ngày hôm đó, Thiếu tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an, tiết lộ với truyền thông trong nước là ông Chung có liên quan đến 3 vụ án hình sự. Vụ thứ nhất là vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, tức là Công ty Nhật Cường. Và vụ thứ hai là liên quan đến vi phạm về quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Hà Nội. Và vụ thứ ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước mà cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố gần đây. Và kể từ đó, báo chí tường thuật một cách chi tiết tỉ mỉ những sai phạm được cho là của ông Chung thực hiện, đặc biệt là những chỉ đạo bất thường để Công ty Nhật Cường có cơ hội trúng thầu. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch thành phố Hà Nội của ông Chung trong 90 ngày. Một điều dễ nhận thấy là những tình tiết liên quan đến vai trò và trách nhiệm của ông Chung trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rồi rửa tiền, rồi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường không phải là kết quả điều tra, báo chí mà là những thông tin do giới công an tiết lộ. Về mặt pháp luật thì luật tố tụng hình sự cấm việc tiết lộ bí mật điều tra, đó là theo điều 177. Còn luật hình sự xác định việc cố ý làm lộ bí mật điều tra là tội phạm và tùy tính chất mức độ sai phạm, người vi phạm có thể bị phạt từ 7 năm tù, điều 286. Còn theo truyền thống trong đảng thì chẳng bao giờ hệ thống bảo vệ luật pháp xuống tay với đảng viên nào vi phạm pháp luật nếu đảng chưa kỷ luật đồng chí đó. Trong khi ông Chung vẫn chưa phải bị can trong bất kỳ vụ án hình sự nào. Bộ Chính trị chỉ tạm đình chỉ sinh hoạt đảng của ông Chung trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và không cho phép ông hành xử như Phó Bí thư Thường trực của Thành ủy Hà Nội trong 90 ngày. Tương tự, Thủ tướng Việt Nam cũng chỉ tạm đình chỉ chức vụ của ông Chủ tịch thành phố Hà Nội trong 90 ngày để công an dễ dàng thực hiện công việc điều tra. Và điều tra nhằm xác định ông Chung có tội hay không, bị điều tra là không phải là đương nhiên trở thành tội phạm. Vậy điều gì khiến công an và giới truyền thông lại phải phối hợp ăn ý để nã đạn dữ dội vào ông Chung đến như vậy? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Nhân Trinh nhận quyết định điều động làm bí thư Bắc Ninh vào hôm 22 tháng 7 năm 2020. Đây là một kế hoạch đã được vạch định chi tiết nhằm thanh trừng ông Chung theo sự chỉ đạo của Đảng. Không phải ngẫu nhiên mà Văn phòng Ban chấp hành Trung ương của Đảng đã tích cực thái quá đến mức hiếm thấy khi gửi văn bản yêu cầu Ban tuyên giáo chỉ đạo hệ thống truyền thông đồng loạt đưa tin ông Chung bị tạm đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng trong ngày 12 tháng 8 vừa qua. Và phía công an cũng như truyền thông cũng cần phải có một cái gật đầu từ cấp lãnh đạo tối cao thì mới dám liên kết để đăng tin một cách phá lệ như vậy. Và so với các nhân vật sai phạm nổi tiếng những năm gần đây thì rõ ràng có sự phân biệt đối xử không hề nhỏ trong việc xử lý đảng viên sai phạm trong đảng. Tiêu biểu là trường hợp của ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trong một thời gian dài lần lượt bổ nhiệm nhiều thành viên trong gia đình từ vợ con, anh chị em ruột cùng họ hàng, thậm chí là cả các thành viên trong gia đình vào tham gia vào những vị trí hết sức quan trọng trong bộ máy công quyền của cái tỉnh Bắc Ninh và cũng như trong những cơ quan, đơn vị, sự nghiệp khác của tỉnh và huyện này.
danh sách liệt kê chi tiết họ tên cùng chức vụ, học vấn cũng như mối quan hệ với ông bí thư tỉnh ủy của những người này được cộng đồng mạng lan truyền trên với con số vài chục người. Mà mới nhất là vào ngày 22 tháng 7 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã có quyết định số 1606 điều động ông Nguyễn Nhân Trinh, con trai của ông Chiến, 36 tuổi, tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao, chuyên ngành cờ vua và thạc sĩ quản lý giáo dục, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn Bắc Ninh về làm bí thư Thành ủy Bắc Ninh và chỉ định tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trước lùm xùm và dư luận không tốt trong việc bổ nhiệm tân lãnh đạo Thành ủy Bắc Ninh, nên ngày 3 tháng 8, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã có văn bản yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xem xét lại quyết định bổ nhiệm nhân sự đối với ông Nguyễn Nhân Trinh, tân bí thư Thành ủy Bắc Ninh, yêu cầu điều chỉnh lại công việc phù hợp cho ông Trinh. Vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ, ông Nguyễn Nhân Trinh đã bị buộc rời khỏi chức vụ bí thư Tỉnh ủy sau 2 tuần được chỉ định. Ông Trinh được chuyển sang vị trí Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Có thể thấy, sau khi thản nhiên khai quang không thành công ở vị trí bí thư Tỉnh ủy, vẫn không hề ngán ngại tiếp tục điều chuyển trưởng nam vốn không có chuyên môn, không có kinh nghiệm sang làm trụ cột cơ quan chuyên lãnh đạo những lĩnh vực quan trọng nhất đối với dân sinh của cả một tỉnh. Facebook Nguyễn Anh Tuấn đã nhận định như sau: 4 năm đốt lò cật lực và người đốt lò vĩ đại còn ngồi đó mà sắt vách thủ đô củi còn chắc và khỏe thế, thì thử hỏi vài tháng nữa khi tổng chủ bước xuống, củi cả nước sẽ vùng lên như thế nào. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang, từng là Phó Bí thư Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Thành phố Hồ Chí Minh, mới được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phê bình với lý do hết thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng. Một ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy của một tỉnh thành có vị trí cửa ngõ thủ đô đã dành toàn bộ năng lượng và tâm huyết để truy tầm kẽ hở, tìm đường vinh thân phỉ ra, như miêu tả của Facebook Nguyễn Tiến Tường, cho đến nay vẫn chưa có cơ hội để vào lò. Còn một trường hợp khác ở trung tâm kinh tế đầu tàu của cả nước rất đáng được đem ra để so sánh với ông Trung là trường hợp ông Tất Thành Cang, thủ phạm vụ chuyển nhượng 34 hectare đất ở Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, nếu không đổ bể sẽ mất khoảng 2.000 tỷ đồng. Cách nay 2 năm, từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kết luận là đã có những khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm trọng, nên đã bị Ủy ban Trung ương Đảng tước bỏ tư cách ủy viên của cơ quan này, bị cách chức Phó Bí thư Thường trực và tư cách ủy viên Ban Thường trực của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, mới được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phê bình với lý do hết thời hiệu xử lý kỷ luật Đảng. Theo ông Trần Văn, về nguyên tắc, việc xét xử thời điểm để tính toán thời hiệu áp dụng quy định của Đảng trong xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên hay áp dụng các quy định của pháp luật nhằm truy cứu trách nhiệm hình sự đối với công dân đều dựa vào một trong hai yếu tố: hoặc tính từ thời điểm xảy ra vi phạm, hoặc tính từ thời điểm phát hiện vi phạm. Thảm nạn Thủ Thiêm xảy ra cách đây 2 thập niên, nhưng chỉ đến cách đây vài năm mới được xác định là có vi phạm. Nếu Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chọn thời điểm phát hiện ra dự án xây dựng đô thị Thủ Thiêm có vi phạm để tính thời hiệu, thì rõ ràng không thể chỉ phê bình ông Cang và nhiều ông khác. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng hết sức liều lĩnh khi chọn thời điểm xảy ra vi phạm để tính thời hiệu, bởi lựa chọn đó đồng nghĩa với việc mặc nhiên thừa nhận hệ thống chính trị, hệ thống công quyền đã biết dự án xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm có vi phạm từ khi khởi động và những vấn đề những vi phạm đó xảy ra, hủy hại tương lai của hàng chục ngàn người, mà còn lựa chọn sắp đặt ông Cang làm cán bộ cấp chiến lược. Và lựa chọn thời điểm tính thời hiệu kiểu đó có khác gì Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt toàn Đảng thách thức công chúng là bất kể hậu quả nghiêm trọng thế nào thì cũng sẽ không có bất kỳ ai chịu trách nhiệm cả. Và bên cạnh đó còn có những Triệu Tài Vinh, Phạm Thị Thanh Trà cũng như nhiều đảng viên cao cấp sai phạm bị phát hiện mà vẫn bình an vô sự, tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người phát động cuộc đốt lò vĩ đại trong Đảng những năm vừa qua. Những số phận chính trị khác nhau trong công cuộc đốt lò vĩ đại đã cho thấy cái gọi là công lý nửa vời đang hiện hữu tại Việt Nam hiện nay. Trong nội bộ Đảng, nó thúc đẩy tập hợp phát triển lực lượng và khiến các băng nhóm sử dụng mọi thủ đoạn để thu đoạt, nắm giữ, mở rộng quyền lực, tránh việc trở thành nạn nhân của nghiêm khắc. Với dân, nghiêm khắc giúp giảm đáng kể sự bất bình về những bất an toàn của hệ thống, bất cập trong xã hội và thường làm thiên hạ quên đòi nghiêm minh. Đó là lý do việc hành xử một cách nghiêm khắc với một vài cá nhân đã khiến nhiều người tin tưởng là Đảng quyết tâm chỉnh đốn, cho dù thực tế chỉ ra Đảng vẫn thế,
vẫn đốn và không chỉnh. Và quan sát phản ứng của công chúng ắt sẽ thấy sự kiện ông Trung đang bị đồng chí đánh cho tơi tả làm nhiều người hả dạ. Sự hạ dạ đó giảm bớt sự phẫn nộ nơi nhiều người về cách xử lý vụ Đồng Tâm, bởi ít ra công chúng cũng được chứng kiến quả báo nhãn tiền. Nhờ vậy đảng có thể duy trì ổn định chính trị. Và cứ ngẫm sẽ thấy đảng không cần được dân chúng tin, yêu. Sở dĩ thỉnh thoảng đảng lại tỏ ra nghiêm khắc với một số đồng chí, vì đó chính là cách đảng chủ động sử dụng để chỉ cho dân chúng thấy bóng dáng công lý đã thất thoáng ở cuối đường. Đảng chỉ cần dân tiếp tục nhẫn nại chờ đợi sự nghiêm minh sẽ đem tới công lý toàn phần. Nhờ vậy, đảng có thể tiếp tục duy trì đặc quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối trên con đường hướng tới nghiêm minh. Và công lý nửa vời là một loại vũ khí hữu dụng giúp hạ cùng lúc được hai loại đối tượng, đó là đồng chí không đồng sàng và đồng bào tuy không đồng tâm nhưng dễ bị phân tâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 8 năm 2020 với bản tin Đảng nhọ mặt vì tham nhũng, dân bất lực trước công lý nửa vời. Quý vị và các bạn hãy theo dõi và bấm nút theo dõi Facebook và YouTube của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de